Diện tích nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh đến ngày 31 tháng 5 ước đạt hơn 970 ha, tăng hơn 130 ha so với cùng kỳ năm trước. Thời gian qua, hoạt động nuôi, khai thác thủy sản gắn với các biện pháp bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh được chú trọng. Ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục khuyến khích nuôi thủy sản chất lượng cao và đầu tư kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi ao hồ từ quảng canh cải tiến sang thăm canh, bán thăm canh, tiên truyền vận động người nuôi, chọn giống đạt chất lượng, nhằm nâng cao hiệu quả, đảm bảo chất lượng độc ra cho sản phẩm. Ước tính đến ngày 31 tháng 5, diện tích nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh hơn 970 ha, tăng hơn 130 ha so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản ước đạt hơn 2.820 tấn, tăng gần 190 tấn so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung sản lượng thủy sản tăng do diện tích nuôi thủy sản tăng so với cùng kỳ năm trước và việc khai thác đánh bắt thủy sản của hộ dân trên các hồ thủy lợi, thủy điện, sông xuống tăng.